Dạ, em xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay em nói về cái chủ đề 4 tháng. Thì trên thị trường ấy, em thấy trong cái lúc làm việc của em á, thì em thấy trên thị trường hiện giờ có 4 tháng nhái nè, rồi 4 tháng kém chất lượng rất là nhiều. Thì em muốn mang đến cho các cô chú anh chị những cái kinh nghiệm để mình mua 4 tháng thôi. Thì hiện giờ á, những 4 tháng mà đang bán chính hãng với những cái máy nhãn máy chính hãng vậy ngoài thị trường thì rất là hiếm, là bố thật. Nhưng cô chú anh chị, thì em muốn cho cô chú anh chị biết thôi, đối với những cái bố thắng mà mang cái nhãn mát mà Honda như thế này nè, thì á, khi mà quay hình ảnh như vậy nè, thì mà nó mà các bạn thấy trên cái góc này nè, nó hiển thị, nó hiện lên chữ H hoặc là chữ Honda thẳng vô cái camera như thế này luôn. Đó là bố nhái. Tại vì bản thân những cái tem xịn các bạn nhìn trực tiếp vô như thế này sẽ không thấy được chữ Honda và chữ H. Honda là đối với Honda Việt Nam của mình, còn chữ H là đối với Honda bên Thái Lan. Thì các bạn không bao giờ nhìn trực tiếp như thế này mà các bạn thấy được nha. Các bạn phải lắc lên lắc xuống rồi bạn nhìn xéo như thế này thì bạn mới thấy được đó có chữ Honda hiển thị lên. Mà những cái tem nhãn mác thế này mà bán ngoài thị trường là không có hoàn toàn, các bạn. Thì những bố tháng rất là đắt, người ta làm không có lợi nhuận, nên mình biết không có ai mà dám làm những cái đó nha các bạn. Thứ nhất, tiếp theo mình chỉ nói cái phân khúc chính hãng. Thì chính hãng hiện giờ nè, nếu mang những bao bì Honda đó thì cái phím xương này nè, cái phím xương này phải là nhám. Thì đây là mình đang cầm một cái bố giả zin, đây là các bạn thấy nó bóng, phím xương bóng là không đúng. Còn đối với bố chính hãng của Honda Việt Nam thì phím xương trên đây sẽ có chữ Nissin luôn và nó sẽ nhám, cái lật lưng là nhám, còn đây là mặt lưng bóng như bạn, bóng là sai lầm như bạn. Rồi ngoài ra trên cái đường thanh cuối cùng này nè, dưới đường thanh này nè, nó sẽ có đường cắt nhỏ giống như lưỡi lam mình cắt sâu vô khoảng 0.mấy mm đó, phải có những cái đường cắt đó. Còn mình cho các bạn biết, mình đang bán của công ty Nissin chính hãng thì người ta làm cho hãng Honda Việt Nam, rồi người ta vẫn là bán ra cho thị trường giống như FCC vậy, hoặc là Osram, hoặc là những cái thương hiệu người ta vẫn làm cho hãng, vẫn làm cho người ta bán ra tại thị trường. Thì á, nó vẫn là phím xương giống nhau, đây gọi là cái phím xương là phím chắc các bạn, đây là nhám, nhám hoàn toàn nha các bạn, nhám hoàn toàn thì phím xương giống nhau. Mình cho các bạn coi nè, hàng giả zin mang nhãn mác Honda, nó sẽ làm bóng nha các bạn. Mình cho các bạn xem đây, một cái bóng một cái nhám đó, các bạn phân biệt bóng và nhám. Hàng chính hãng là do Nissin làm thì chung một cái thương hiệu làm ra, nó phải là cái phím nhựa nhám. Thì đây là những cái cụm giả zin này các bạn, mình để ra thì nhám hết nha các bạn, mình khui ra cái này là nhám hết rồi. Tiếp tục mình khui những cái thương hiệu khác. Đây là bố RS. Thì người ta Nissin, người ta làm, người ta bán, người ta vẫn ghi Nissin của người ta lên thôi. Người ta không ghi chữ NS á, người ta không ghi chữ, người ta không có ghi chữ Nissin thẳng giống như mà làm cho thương hiệu Honda Việt Nam nha các bạn. Thì đây, các bạn thấy mình nói không sai, mình sẽ cho các bạn xem tất cả các phím đều là nhựa phím sơn nhám hết nha các bạn. Nhám hết đây. Đó. Nhám hết nha các bạn. Mình lấy nhiều quá chút mình không biết bỏ ra. Đây, còn đây là bóng nha các bạn. Giả zin là bóng nha các bạn. Bóng là các bạn phân biệt nước sơn bóng á, sơn bóng và sơn nhám. Rồi đối với hàng chính hãng á, mà Nissin làm vô kho cho Honda Việt Nam mình á, ở dưới đây nè, tất cả các bố đều có một đường cắt sát đây. Đường cắt nha các bạn. Ví dụ như ở đây nè, nó sẽ có cái đường cắt. Thì Nissin nó làm cho nó thì nó không có làm đường cắt đây nè bạn, đường cắt trên bố á, một đường gạch ngang như thế này. Ai mà bán mà có đường gạch ngang đó là bố chính hãng nha bạn, người ta không có ngồi rảnh mà ngồi gọc cái đó đâu, mình cam kết. Với cái tem quan trọng lắm. Cái tem các bạn nhớ, tem như thế này nè, các bạn lắc là nó phải lên Honda, đối với Honda Việt Nam mình, còn Honda Thái Lan nó là chữ H, mà các bạn phải lắc xéo, lắc nghiêng, lắc dọc, chứ không phải là mình nhìn vô mình thấy được liền chữ Honda là không có đúng nha các bạn. Đó, mình cho các bạn xem. Tiếp theo là mình cho các bạn xem lại những cái bố
bố ni xin mà bố đùm của quay ghim lò xo chéo đặc biệt á các bạn, gắn rất là ngon là nó không đụng cái dòng mặt đạn á, cái dòng cho mặt đạn cái tambour mình á, thì mình rất thích cái dạng này, mình lắp nó an toàn cho người thợ. Thì các bạn thấy nè, đây là cái hai cái bố nó hoàn toàn khác nhau nha. Đây đó, hai cái mặt bố nha mày. Cái này là giả zin hầu như là gần đạt đỉnh cao nha các bạn, thiếp xương rồi, có thể sử dụng xương chung luôn nè các bạn. Nhưng mà mặt bố các bạn thấy một cái là xanh đậm nha các bạn. Mình cui tiếp bố tay ra. Thì đối với Honda Việt Nam á, đối với bố thắng đùm á, nó có những đối với cái bố thắng đùm này nè, nó cũng có nhiều mã lắm nha các bạn. Còn đối với bố thắng mà đùm tay ga thì cũng nhiều mã, KVN, KVBG rồi K44, K12 đều có hết nha các bạn. Các bạn nhìn mặt bố nè, khác hẳn nha các bạn. Đó. Thì chủ yếu là người bán thôi các bạn. Các bạn người mua các bạn lầm chứ người bán người ta không có lầm đâu. Đó, mình cũng muốn nói về bố. Còn thí dụ như mà các bạn không an tâm á, các bạn không biết được đâu mà lần á, thì mình khuyên các bạn như thế này, các bạn mua thẳng một cái thương hiệu bố thứ ba sản xuất ở ngoài, thí dụ như HCC hoặc là bố Elite, Neo, Vitam, Kim Thái, rất là nhiều cái thương hiệu thứ ba đó. Thì đặc điểm của những cái bố này nè, nó sẽ mau mòn và nó có hiện tượng hơi kêu như bạn. Còn bố chính hãng nó vẫn kêu như bạn. Mình nói đây là bố ngon bố xịn là khi mà các bạn gáp vô các bạn, khi mà các bạn tăng gần sát cái càng lên á, các bạn quay bánh xe nó không dẻo bánh xe, nghĩa là nó không cạ vô những bố thắng các bạn, đó là bố xịn. Còn bố dởm á, các bạn nhiều khi các bạn đưa vô càng bị non, nghĩa là cái càng này nè, người ta thay vì càng gì là đúng chuẩn không, càng nó sản xuất bị non, mình gắn vô giống như hết bố thắng á, người gắn á người ta sẽ bù bạn gian cái dời càng của bạn ra, thì đó cũng là không đạt các bạn. Nhiều cách bù lắm, ví dụ như cái lô đó người ta nhập trúng cái lô, thí dụ những cái lô hàng của thương hiệu thứ ba như thế này nè mà nó không đạt chất lượng, thì người ta sẽ cố tình dời càng của bạn ra, trong lúc làm kỹ thuật người ta sẽ dời cái càng của bạn ra. Thì mình mong muốn như vậy. Thì các bạn hiện giờ mình thấy trên thị trường á, nếu ai mà bán những cái thương hiệu này nè, là mang hiệu mà đối với bố này nè, mà mang cái Honda này nè, mình đa phần là 90% là bố nhái mà. Còn bố chính hãng rất là đắt, rất là cao tiền nha mày. Bố chính hãng, tại bố chính hãng là do thằng Nissin này làm nè, Nissin này làm, nó phân phối vô. Đối với bố địa thì nó ở dưới đường này nó sẽ có đường cắt. Đó là cách nhận dạng bố chính hãng. Thì hôm nay mình muốn nói tới đây để cho mà các bạn biết được bố chính hãng như là như thế nào, không đơn giản. Hiện giờ mình cũng đang muốn làm thêm cái phân khúc của Extra là chính là một cái thương hiệu gia công cho Honda Indonesia. Thì chắc cũng qua tháng gần Tết là mình sẽ triển khai. Mình thấy bên Extra sẽ có lòng với tông bạc mà cái chất lượng rất là cao, mà nó sẽ hợp với giá thành hơn là cái hàng chính hãng, mà nó cũng tương đương chính hãng. Thì mình mong muốn các bạn, mình làm cái phân khúc đó, các bạn đón nhận cái phân khúc đó một cách nói chung là thiện chí các bạn. Thì mình bán lúc nào mình cũng nói một câu nha các bạn, mình không bao không gì hết, các bạn tin tưởng thì các bạn mua. Thì đây là những cái cách thức mình chia sẻ đó với các bạn. Mình muốn các bạn bỏ cái đồng tiền đúng của mình thôi. Ví dụ như các bạn mua bốn nhái thì giá tiền, đây là bốn nhái thì giá tiền sẽ thấp đúng với bốn nhái, tại vì bố mà tiền nào của đó. Ví dụ như bố chính hãng, ví dụ bố thương hiệu thứ ba thì giá thành của thương hiệu thứ ba, còn bố Nissin thì giá thành của Nissin, còn Nissin mà mang bao bì của hãng thì giá thành của hãng. Thì mình muốn mang đến trực tiếp cho bạn cái giá trị thật đối với shop mình cũng thật mang đến giá trị thật như vậy thôi. Còn mình không cái nào mình bán chính hãng, mình nói chính hãng với bạn thì cô chú anh chị mua đã biết mình bán như thế nào rồi. Mình không quan trọng tới, mình không có chú trọng tới những cái bao bì này nha các bạn, những cái này thì mình bán rất là nhiều TB zin trần và những cái bơm nước zin trần, thì cô chú anh chị cũng đón nhận rất là tốt, tại vì mình biết cái nguồn nào chính hãng mình bán. Và mình xin cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ cái phụ tùng của mình. Rồi mình xin cảm ơn, mình kết thúc cái clip bố thắng tại đây. Thì các bạn cẩn thận để mua những cái bố thắng chính hãng mang cái nhãn mác như thế này. Cái này thì các bạn vô hãng mua thì chắc nha các bạn. Rồi mình xin cảm ơn các bạn.